Gọi số cụ thể. Cắt pin mình là bao nhiêu? Thì tính cho tao. Cắt pin mình là bao nhiêu? Em mày có tính được không? Mày số bao nhiêu? Cắt pin mình là cắt pin. Em mà mày số series đó à? Với nào bằng
Thầy cô đưa cái gì? Xoong không có cái chặt. Như chân không? Xoong 2 cặp cộng 1 tất cả hũ. 22 đúng không? 21 chỉ còn 2 hũ. Đánh nhau thôi. 3 cái này đúng không? Bạn bảo gì vậy? Bạn bảo như nhờ 4K bình cộng 4K chia cho 8 được. À, tao ngủ rồi. Bạn nào chỉ ra đoạn này được đấy. Chỉ ra đây được. Đấy, sao cái này đúng? Rồi, chính xác. Đây, được rồi. Được rồi. 100 đúng rồi. Này, mới do giả sử. Một đúng đến. Xong giờ rồi. À, và một đúng tới nào bằng? Cô tóc. Bây giờ làm cho lòng K nhá. Bởi vì bài này có K rồi nên đừng tránh tránh lấy lòng ra. Thế thì xong nào nhỉ? Mà bằng lòng. Nào bằng lòng. Nào bằng lòng. Nào bằng lòng. Y. 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 Nigerian. Nigerian. Y thì mà sao nhá. Tức là gì? Khổ thân đi người đi anh Nigerian. Nigeria thì sao? Thì làm sao? Tám mươi dân tộc hay một? Hai ca cộng một tất cả hai mươi y thủ trừ một chia cho tao xỉn bò đâu không lên y cộng hai. Lúc nào cũng Nigeria Nigeria. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ chứng minh điều gì? Phải cần chứng minh. Cần chứng minh hai ca cộng một tất cả hũ hai mươi y cộng một trừ một chia cho hai mươi y cộng ba. Được chưa? Đây là công thức lũy thừa. Bạn nào mà không chậm sẽ quên công thức này ngay. Cái này là cái gì? Bạn nào thấy cái này là cái gì? Trên số cũ rồi đúng không? À, trên số cũ rồi, cẩn thận nhá. Trên số cũ rồi, trừ 1 chia cho gì? 2 cũng đi cùng 3. Tiếp tục với lần tương đương tiếp. Thế nhân 2 này, 2 số cũ nhân với nhau thì mình biến đổi thành gì? A mũ M nhân N thì tức là gì? Đố bạn nào chứng minh được chỗ này? Thế mà cái này chia cho 2 y cộng
đâu? Nó đâu? Nó trên. Nó ở trên. Nó ở trên thôi. Ở trên nó là cái gì? Ở trên nó là cái gì? Nó là cái gì? Giả sử một. Giả sử. Giả sử. Nó không biết gì đấy. Có cái gì là nó là cái gì? Giả sử một. Đúng với cái này có cái gì? Có thể mặc thử cái này. Cái quy nào mà cái này người ta gọi là giản thiết quy nạp nhá, chứ không phải là giản thiết người ta đề mà cho, không phải, mà là giản thiết thầy tự bịa ra. Nhưng mà để bịa ra được giản thiết này thì phải có một cơ sở đã nhá. Đốt một cái diêm cháy cả hà diêm, đúng không? Nếu không đốt cái diêm đầu tiên thì không có gì, không có giả sử đấy được. Lý do rất cổ ở đốt quên thứ hai cũng cháy cả cháy nào, nó lên nhau để nó lên nhau đấy, lúc cái cuối cùng được không, lúc cái xem cuối cùng cũng cháy được ba, nếu lên nhau lúc cái bàn ok thì cháy hai ca cùng một tốt nha. Tại sao biết cái này chứ toàn hai, tại sao biết chữ toàn hai này lẻ 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 A chia cho B, xong A chia cho C, khi ra A chia cho B, C. Điều kiện là gì nhỉ? Điều kiện là gì? B và C. B và C có tương đương nhau đúng không? Đây, cái này có tương đương nhau không nhỉ? Không đâu. Ố, tại sao? Nhân với nhau mà. Nhân với nhau. Nhân với nhau. Đây là tích chứ không phải là gì? Tao cái chất này đúng không? Tránh nhầm tận hai chất với nhau. Nhớ. Tránh nhầm tận hai chất với nhau. Đó. Rồi. Vậy giả sử suy ra một đúng với gì? Là bằng gì? Y cộng một đúng chưa? Và suy ra một đúng với gì? Với mọi nào? Là gì? Là số nguyên dương chưa? Gió thổi vi vu, gió lạnh đồng. Giống như là gió mới, gió đồng. Hi. How's going? Mở đi rồi là gió mới. Gió đồng. Sáng tạo quá. Gió mùa đông bắc. Đồng hạ quá. Gió mùa đông đông. Đi. Ồ, bạn bị đơn nhỉ? Ai? Phát ra huy. Không được nói lại như thế. Không, đàn ra huy. Ừ, đây. Không phải sao à? Sao lại làm không phải cho cái sao? Hả? Phát làm gì không phải cho cái nhà. Nhưng mà phải làm ở đâu nào? Phải làm ở dưới, phải làm ở dưới hay đi làm ở trên? Phần trên làm trên nhất. Ờ? Không phải không đấy, không phải nghỉ à? Không phải nghỉ. Đâu, đâu. Nó đi làm cái này. Anh là phần trên thì nó phần trên làm gì? Phần trên thì phần dưới, phần quế. Bên này. Trên đường chơi đi. Dưới. Không. Ơ nhưng phần trên thì chưa ở lớp. Ơ phần trên thì chưa ở lớp. Chăm chỉ quá. Chăm chỉ. Làm phần bài làm nhà hả? Nó làm phần bài tập. Nó làm phần bài tập, không làm phần bài tập lần đời. Ơ nhưng mà nó cũng phải làm bài tập 10 năm đi. Ơ thì nó cũng làm bài tập 10 năm rồi. Ờ đúng rồi. Ờ nhưng mà nó còn bài tập ở nhà nữa. Bài tập ở nhà mà đúng không? Mà nó bỏ cái bài tập ở nhà. Cái đằng sau ấy. Mà nó làm tới 4 năm rồi. Rồi, bài 2 nhá. Xong mà chả ai hỏi nó cả. Chép tầm trước nhá, không được nhà đâu. Không nói chuyện đâu. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên nào, cái biểu thức này và biểu thức này là các số tự nhiên. Các bạn chưa làm nhiều căn thức, các bạn nếu mà không để ý thì các bạn sẽ không chứng minh được bài này đâu. Dạ. Vậy. Đầu tiên, mới gì? Các cháu tắt đèn sửa. Chuẩn bị tắt đèn rồi. Tắt đèn một số tạo minh minh theo đi với các bạn này. Ok. Tắt đèn thì nó tắt đèn sửa. Lớp cộng nhất với nào? Tắt đèn một lớp số. Go go. Go go. Làm xong nhá. Go go. Một cộng căn ba. Nó lên đi vệ sinh rồi nó mới đi ra rồi. Nó chưa đi chứ còn không đi ra tắt đèn. Đợi được. Ta
Cái này không phải. Đây này hai mẹ, người ta cả.
bao nhiêu? Mũ hải ca nhân viên cũ bao nhiêu? Ngân hàng. Mũ hai, đúng không? X, mũ hải ca không phải, phải x mũ hải ca nhân viên x mũ hai không? Thế bây giờ trong trường này x mũ hai bao nhiêu? À, các bạn trả lời thấy 1 cộng căn 3 mà tổng mũ hai bao nhiêu? Là biết. 1 cộng với cả cộng 2 cộng 3 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 ra cảnh khó khăn mà ai sẽ ra lại tao không thể đang quay thì sẽ là được trừ đi 4 trừ 2 căn 3 nhân với 4 trừ căn 3
Rồi. Mấy ạ? Chưa phải. Không à, chắc chưa? Chỗ này có hai. Trừ đi cái trừ, đúng không? Tức là phải lấy 2 căn 3 nhân mở ngoặc. Thứ nhất để ý nhá, 2 căn 3 nhân mở ngoặc mũ 2k cộng mũ 2k được chưa? Tức là mấy a? Căn 3a. Được chưa? Bao nhiêu b? Bao nhiêu b nhỉ? Số hữu thì nó chỉ là một trong
cuối bắt sao tên. Buổi cuối trong cái tuần đó. Buổi cuối trên dưới lên. Buổi cuối trong tuần đó. Buổi tuần dưới lên. Lâm ơi, đang làm gì đấy? Tao làm gì đâu? Massage. Đây là một trong những bất động sản nổi tiếng mà dùng phương pháp quy nạp của mình. Các bạn sẽ có một bài toán tương tự ở phần bên trong nhà cũng có một bất động sản nổi tiếng nữa. Bà tuần này là 5 năm bài thôi, phải lo gì? Bài là lấy mà trời ơi. Mình làm 5 bài cho bà nhà rồi. Chắc 6 năm gì? À năm. Ờ nhà năm là 6. Khuya quá. Khuya. Vấn đề chỉ là 15. Thương nhau ở cái tờ này. À và cái kia. Sao? Xong nghe bạn đi. Chưa? Bạn nào làm rồi? Bạn nào chuẩn bị bài nào? Từ tính nào? Lớp. Lớp. Dùng lớp chậm lại. Bắt đầu thức. Dùng lớp. Em bảo quay là đi. Em bảo quay có quay. Tên của ông này là một cái con linh mẹ. Mẹ con linh. Mẹ con linh. Mẹ con linh. Ông nào mà ngọc thì mẹ đọc là mẹ con linh được. Loli. Loli. Ờ, đây có một chữ là chuyện là thấp và một chuyện là cao. Loli. Là thấp. Bet Loli. Bet Loli. Không có Loli à. Hello hả? Loli à, Loli là cái gì? Phải hỏi Nguyên Thu Chúa. Ta chỉ biết Loli là cái chợ bút. Hỏi anh ấy. Loli. 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 Hỏi anh. What? Nào, ai xử lý được rồi?
bên phải nhá. Một cộng x tất cả mũ k cộng 1 này sẽ tách thành như thế nào? Mũ k nhân với mũ cộng x. Chưa? Bất ạ. Nào, bảo là mà ta sẽ có một cộng x tất cả mũ k thì lớn hơn hoặc bằng thằng này rồi. Đúng không? Mà thêm điều kiện nữa là một cộng x là dương nhé. Khi mà nhân cả hai vế của mũ là rất với một số dương. Bạn ra chơi 15 phút nha.